Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời, Thủ tướng đã chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và lực lượng công an đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương. Cùng với đó là tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Tỉnh Tuyên Quang chủ trì họp với các đơn vị liên quan, đánh giá nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, triển khai ngay các giải pháp khắc phục bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông nếu có, rút kinh nghiệm và xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại các văn bản trước đó. Thủ tướng lưu ý, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, xác định rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị có liên quan chủ trì, phối hợp chính quyền địa phương đánh giá về hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 2 và các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, tổ chức lại giao thông tại khu vực xảy ra vụ tai nạn để khắc phục ngay những tồn tại bất cập nếu có. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân.